Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo Phú Thọ đâu rồi ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây, câu hỏi của bạn là gì? Dạ vâng, em muốn hỏi đến chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Rồi, bạn nói đi. Trước khi em quen được một người, một con gái ở cách nhà em có 3 cây số thôi ạ. Và một người tuổi anh cách hơn em 5 tuổi thì trong chúng em đã đi đến với nhau. Chúng em lấy nhau thì hiện bây giờ được một cháu là 5 tuổi. Trong quá trình chúng em tìm hiểu thì là cô ấy có một cái tật là do cái gọi là, và em có một cái bệnh thì em nghĩ là méo ú méo nó vừa thì em quyết định là lấy cô đấy, sau này rồi cô ấy sẽ thương mình cũng có một cái khuyết điểm cô đấy cũng có gì hai bên nó cho nó cân bằng. Rồi em nghe các cụ khuyên là bảo méo ú méo đấy, đừng có lấy rồi cô xinh đẹp quá mà trọn vẹn quá rồi cô ấy đã chê. Em hỏi về tâm lý thì là cái cô ấy là có cái tật đấy, thì cô ấy hấp hấp giả thì em thì có cái bệnh thần kinh. Thì xong thì chúng em có thai được cháu bé bây giờ được 5 tuổi đấy, thì lúc đấy là được đến lúc mấy tháng cuối thì rồi chúng em nên ở trên nhà mẹ đẻ dưới này, em thì không có nương tựa. Mẹ em thì mất lúc em 4 năm tuổi, còn bố em thì vừa mới qua đời xong được vừa gần đến 49 ngày đây thôi ạ. Rồi thế bây em này một mình, bên thì mẹ hai còn lo cho các em, không lo cho em nằm nhà ở riêng một mình rồi. Rồi dạ vâng, thì cô ấy xong thì em thử cô đấy ở trên đấy, em ở trên đấy cháu sinh ra thì gửi trên đấy cho đến lúc con được 2 tuổi rưỡi thì khi xét về thì trả cho về, cũng do quản lý là do người mẹ vợ không cho, có muốn cho con gái về thế này. Cô ấy mới làm đơn thì em mới ký, bây chúng em đã ly hôn xong rồi. Rồi và, nhưng cô ấy không muốn bỏ cô ấy chẳng thế nào cả, nhưng mẹ do lời quả sai khiến của người mẹ. Rồi chúng em vẫn gặp nhau, em vẫn nên thăm nom con. Và em muốn chương trình cho lời khuyên này, xem là như ví dụ cô ấy có quay lại có lên hay là không. Tóm lại là theo như bạn nói thì là bạn thì bị thần kinh, còn vợ bạn hâm hâm dở dở, đúng không? Thì dạ, vâng, quan điểm của bạn là nồi nào úp vung đó, đúng không? Cứ nghĩ là mỗi người thiệt thòi một tí thì úp vào là vừa, nhưng mà nào ngờ lại không vừa mà ly hôn rồi. Thế nhưng mà theo như bạn nói thì dù hâm hâm dở dở nhưng mà vẫn thương chồng, thương con, đúng không? Và chỉ có nghe lời mẹ thì là ly hôn chồng thôi. Và bây giờ thì bạn muốn vợ quay lại với mình, đúng không? Vâng ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, chào em. Chào anh ạ. Anh thì thấy rằng là cái người mà người ta nói rằng tao say đây thì người là còn đang tỉnh, không say. Mấy cái ông say thật ấy thì nói còn lâu mới say, đúng không? Em nói là mình cái gì nhỉ? Thần kinh hả? Nhưng mà thấy khôn ngoan lắm ấy. Thì trước vì... em vẫn bình thường vì mình cái tai nạn lao động từ năm 2000 ở trong quân đội, nhưng chả có cái lời gì giấy viết, thì bây giờ em trả lời hưởng cái chế độ thôi, còn em rất bình thường. Em lúc nào chả đáng dở dòi hoặc là sức khỏe rồi anh hiểu thế. Nó có ảnh hưởng cái chuyện đau đầu một tí về những lúc cháy nắng trở rời. Thế còn thì vợ em thì anh đoán là một người hiền lành, quá hiền lành và nhút nhát và sống phụ thuộc vào gia đình, chưa bao giờ đi đâu, chưa có cái quyết định gì tự lập cả. Thành ra là mẹ đồng ý cho lấy chồng thì thì lấy, xong rồi lấy xong mẹ bảo ở đây tao nuôi thì ở, xong rồi mẹ chán mẹ bảo bỏ nó đi thì bỏ, đúng không? Thì cũng không gọi là hâm dở nhưng mà đúng là quá quá phụ thuộc. Rất là tiếc là cái hồi mà cô ấy nêu cái ý định là ly hôn. Em thì về phía bên gia đình ấy thì cũng đã không còn nơi nương tựa, bố mẹ thì cũng mất sớm rồi, anh chị em không còn gì nữa. Và hoàn cảnh của mình thì thực ra dựa vào bên ngoại cũng tốt đấy chứ em. Vì con của mình là quá an toàn, để vào trong tay bà ngoại thì không còn cái gì an toàn hơn, thậm chí còn an toàn hơn cả trong tay mẹ, đúng không? Thế cho nên là thế thì giá như mình đừng có bắt cô ấy là phải tách mẹ cô ra để về ở với mình ở một chỗ bơ vơ, trong khi cô ấy thì từ trước giờ chưa bao giờ rời khỏi mẹ, và bà ngoại thì cũng chưa xa con gái và cháu ngoại bao giờ. Thành ra là bà muốn giữ cả hai mẹ con nhà cô ấy mới dẫn tới cái chuyện ly hôn, mặc dù thì vợ chồng không muốn thế. Anh nghĩ là bây giờ thế này này, em có còn em vẫn đi thăm lại mẹ con cô ấy đúng không? Vâng ạ, em vẫn lên thăm nó tới bay lên gọi lên thăm con. Rồi, cái quan hệ của em với bà ngoại thế nào, với mẹ vợ ấy?
Với bình thường đợt này thấy bà lại tốt hơn, nên chiêu chiêu cháu là mày có muốn gì ở bố không, con thì tủm tỉm cứ cười thôi chẳng nói gì. Nó bà thăm dò đấy, xem là hay là bố nó lại lên lò mò để tác động để rồi vợt mất cháu của bà đi. Em có bao giờ em nói chuyện riêng với bà rằng là thật ra hoàn cảnh của con như thế này, đúng là chăm sự nhờ bà, không có bà thì từ trước đến giờ không biết là mấy mẹ con nhà nó, hai mẹ con nhà nó như thế nào. Thế bây giờ thì con dự định rằng tới đây con thế này, con thế kia, con lên gần trên này để gần bà, gần mẹ con nhà nó, rồi con xin việc ở công ty hay là ở cái chỗ gì nó gần gần ở đây. Ý thế xem bà ra sao? Bởi vì anh nghĩ rằng là chồng nghe có vẻ vợ chồng thì vẫn cứ còn quấn quýt nhau lắm. Chỉ cần bây giờ bà có vẻ cũng tạo điều kiện rồi, thương cả hai vợ chồng bên lẫn cháu nữa thì ta lại như xưa. Thế còn cái chuyện mà rồi ly hôn rồi sau đấy thì tái hôn hoặc là gì gì đấy thì tính sao, cơ bản nhất là có sống được tiếp với nhau hay không nhá. Chứ bởi vì cũng trong hoàn cảnh của em bây giờ mà rồi lại đi lấy một vợ nữa, trong khi mình vẫn cứ nhớ nhớ thương thương cái vợ con này, một lâu lâu lại mất công mất sức lên, mà không, bây giờ nó còn bé không sao, lớn một chút nữa có rất là nhiều những thứ mà chi phí cho con nó học hành, đi nhà trẻ, nó đi mẫu giáo, rất là cần cả hai bố mẹ cùng chăm cùng lo. Thế rồi bà ngoại cũng sẽ già, chứ bà không thể cứ bao bọc mãi được. Thế thì mình cũng đã phải vất vả lắm, gọi là nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo để đến với nhau, mà bây giờ lại bỏ nhau vì một lý do nó không chính đáng thì rất là tiếc. Em thử làm cái biện pháp gì đi. Việc đầu tiên là chinh phục bà ngoại đi, xong rồi ướm lời, rồi nói bóng nói gió xa xôi, ý muốn nói rằng là quay lại để được chung một nhà, vì cứ toàn nhớ mẹ con nhà nó, ví dụ như vậy. Thì cũng chẳng làm sao. Ví dụ trường hợp mà bà mong muốn rằng là em cứ phải ở đấy gần gần, chứ bà không muốn cho mẹ con nó đi, thì trong hoàn cảnh của mình anh cũng nghĩ cũng không làm sao cả, vì mình cũng chẳng phải còn có trách nhiệm là phải chăm sóc bố mẹ già hay gì cả. Thì bây giờ đất nào chả là đất ở đâu chả là gầm trời này, ở đâu có công ăn việc làm và có cái người mà mình yêu thương thì đấy là quê hương thôi mà em. Vâng ạ. Hy vọng là các bạn sẽ tìm lại cuộc sống hạnh phúc gia đình vâng của mình nhá. Vâng ạ. Xin chào bạn. Cảm ơn anh Đinh Đoàn.